Ôi, cả nhà thân mến, Áp Áo đang ở Aladdin Homestay. Đây, đây là một không gian rất là rộng này. Đây có tất cả các quý đoàn đến từ thủ đô Hà Nội này, ở Quảng Ninh này, Bắc Ninh, Sài Gòn này. Đấy, rất là nhiều. Hôm nay là Áp Áo chương trình là vào đây là đón một đoàn rất là quan trọng, nhưng đoàn đấy đang đi ngủ rồi, nó chưa tỉnh đâu. Rồi, mà vô tình Áp Áo vào giao lưu với quý đoàn đến từ cái mình đến từ đâu? Cái mình có hôi thêm một Hà Nội rồi, Hà Nội, cảm ơn cán bộ Hà Nội rồi. Xin chào. Bác đến từ đâu? Hà Nội. À, tóc bác bạc không phải vì sương gió, tóc bác bạc bởi vì do sương. À, tóc bác bạc không phải vì sương gió, tóc bác bạc vì đối phó với nợ tình. Nhưng mà toàn cảm ơn bác. Ngày xưa bác đẹp trai vất vả về đường tình duyên, đến bây giờ lại cũng vất vả. Rồi, tóc anh chọc không phải vì sương gió, tóc anh chọc vì đối phó với nợ đời. Đấy, anh chuyên bên cầm đồ. Đấy, cả nhà nhá. Rồi, đây, đây là cả nhà đến từ Hà Nội này. Còn tỉnh nào nữa không anh ơi? Ở đâu? Ở Vĩnh Phúc ạ. Ở Vĩnh Phúc à? Ô, Tam Đảo quê ta. Mời ai về Tam Đảo quê tôi? Có dòng, dòng gì anh ơi? Có dòng sông uốn mình lưng trời. Mời ai về Tam Đảo xa xôi, quê hương ơi bát ngát chân trời. Tam Đảo ơi, một lần gặp nhau vạn lần để nhớ. À bao chưa về Tam Đảo xa xôi. Miền quê yêu thương, miền quê thanh bình, ươm những hiện tài đất mẹ danh nhân. Rồi còn tỉnh nào nữa không anh ơi? Người Bắc Ninh vốn trong trữ tình như là. Người Bắc Ninh vốn trong giao duyên ôi nhà. Khách đến nhà là hát, khách đến nhà là ca, khách đi xa chốt cửa không cho về. Là người ơi sao nỡ ra về, là người ơi hãy ở bên tôi. Người đừng về đêm nay, rượu còn đây trong chung. Uống cho vời những gì ta muốn nói, uống cho vời những gì ta muốn hát. Ta thương nhau hết cả đêm nay. Người Bắc Ninh vốn trong trữ tình như là. Người Bắc Ninh vốn trong giao duyên nỗi à. Khách đến nhà là chén, khách đến nhà là phăng, khách đi xa chốt cửa không cho về. Là người ơi sao nỡ ra về, là người ơi hãy ở bên tôi. Người đừng về đêm nay, rượu còn đây trong kho. Ô, rượu còn đây còn trong kho nữa. Về Thái Nguyên miền đất oai hùng, ATK ghi nhớ ơn người. Về Thái Nguyên hồn thiêng sông núi, mời ai về vùng đất Thái Nguyên. Dòng sông cầu êm trôi giữa hân hoan đất chơi, tháng ba hồi đền đùm vui đón chào xuân sang. Về Thái Nguyên miền đất oai hùng, tháng ba hồi đền đùm vui đón chào xuân sang. Về Thái Nguyên hồn thiêng sông núi, mời ai về miền đất Thái Nguyên. Búp chè thơm Tân Cương giữa hân hoan đất trời, tháng ba hồi đền đùm vui đón chào xuân sang. Về Thái Nguyên hồn thiêng sông núi, mời ai về vùng đất Thái Nguyên. Đây, anh chàng đẹp trai vất vả về đường tình duyên, anh chàng đến từ Thái Nguyên. Rồi ơi, anh ơi cho một Thái nhưng sao vẫn còn nguyên? Kiểu nó về thế. À, Thái ra không ai ăn, nó vẫn còn nguyên. Đấy, thế vẫn còn nguyên trinh. Nhà rồi, bắt tay cả nào. Ô, anh đấy từ chối luôn. Không, có nghĩa anh đấy vẫn còn nguyên trinh là nguyên hai cái trinh là hai cái chân.
Đấy, anh đấy vẫn còn nguyên ở nhà nhá. Rồi, tại anh nghĩ lung tung, còn Apao có nghĩ đâu. Rồi, còn tỉnh nào nữa không anh ơi? Thái Nguyên rồi. À, Thái Nguyên này, Hà Nội này. Rồi. Ồ, anh Thái Bình à? Anh đến quê em một chiều nắng ấm, khúc hát du dương du dài theo sông. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ? Mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế? Anh yêu em riêng biệt, hàng phi lao gió hát. Anh đi tắm mát từ bãi biết Hồng Châu, anh qua con sông sâu đã bắc cầu. Đưa anh về đồng ơi, anh thương em, anh nói. Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà, mời thầy mẹ sang xem để anh thưa, để anh thưa cho anh về quê mình, cùng trồng lúa cùng trồng đay, cùng dệt cõi cùng đan mây. Tay em trổ vàng, tay em chạm bạc, làm giàu cho quê hương Thái Bình ta đó mà lòng em yêu thương. Miền quê ló Thái Bình, quê ló hay quê lúa? Quê lúa. Miền quê ló Thái Bình, cô gái 5 tấn ló là lúa mà lòng em yêu thương. Ô Giáng ơi, đi phơi xong nhiều quá cho nên nắng cháy hết cả tao rồi. Cô gái 5 tấn bây giờ thành 6 tấn thôi. Rồi, Apao sẽ gửi tặng cả nhà bản Sáo Mông ở khung cảnh ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn. Chương trình free, no money, không có chương trình, không có nhu cầu kiếm tiền ở đây. Cả nhà hết sức thông cảm nhá. Rồi, hôm nay là thầy mất dạy rồi. À, ai nói cô hay đấy. Để Apao TS, Apao sang. Apao chào cả nhà. Rất là vui hôm nay Apao sẽ gửi tặng cả nhà bản Sáo Mông ở đây trong khung cảnh ngày hôm nay. Một miền quê rất là thanh bình, Thái Bình, Hà Nội với Vĩnh Phúc này. Rất là vui. Mùa say. Apao nói như chị gái ở phía Hà Nội, ở phía bên kia. Thổi sáo vì đam mê. Cả nhà nha. Cảm ơn chị gái. Thank you.
Rồi cái nó vỗ tay vỡ hết cả nhà sàn rồi. Rồi đã. Cảm ơn cán bộ. Các báo đi qua một tí được không? Báo trong sâm âm này nhá, anh chờ em lâu lắm rồi đấy. Từ mới 5 phút thôi mà. Phải làm 10 phút à. Đấy, áp báo đặt ở đây thì mới có hình ảnh cả nhà được. Đấy, đúng không? Không có lên không biết follow thì không thấy ẻn của nó buồn à. Đúng không? Đấy. Tối nay nó chân nó mới đứng. Đấy. Áp báo là ngu si ngốc. Nguyễn Thế An đúng không? Áp báo là con cháu Bác Hồ. Cả nhà ở đây ai cũng là con cháu Bác Hồ. Cho nên mình không nên phân biệt là ai ở miền quê nào, ai là dân tộc nào, mà mình là đều là con cháu Bác Hồ. Người Mông cũng có cái Kinh, người Kinh cũng có cái Mông, nó giống nhau. Có người Kinh ít, có người Kinh nhiều, có người không có Kinh. Kinh ở đây là kinh nghiệm sống, không phải Kinh Phật, không phải Kinh Thánh, mà là kinh nghiệm. Mông ở đây là không mông giả, mông thật, chân thành, chân thật, chân trần, chân không đi giày, chân đất. Gọi là chân thật, chân tràn. Và sau đây áp áo xin phép được tặng cả nhà một bản sáo nữa. Để áp áo sang bên kia. Chương trình Free No Money yên tâm nghe thoải mái luôn. Áp áo chúc cả nhà có một trải nghiệm trên cao nguyên đá thật vui, một say. Và bây giờ áp áo sẽ sang ở phía bên kia. Cả nhà làm một chén nữa cho nó vui vẻ. Đấy, rồi, để áp áo sang bên này. Ôi, đi uống rượu bảo uống trà thôi. Rồi cả nhà rô một cái nào, Hà Nội nào, Vĩnh Phúc nào, rồi Bắc Ninh nào, Thái Bình nào. 1, 2, 3, rô, 2, 3, rô, 2, 3, rồi chồng đít lên. Rồi cả nhà chồng đít chén lên nha. Rồi. Rồi bây giờ ai dê thì cho tay vào đây. Rồi. Ủa tất cả được. 2, 3, dê. Cả nhà thân mến, thông báo với cả nhà là tất cả những hình ảnh gương mặt ở đây ai cũng dê. Đây ai cũng dê. Đấy, dê đây không phải là dê non, không phải dê cụ mà. Đấy cả nhà nhá. Đấy ai cũng rất là vui vẻ này. Đấy. Đấy, rồi mua sai áp báo chào cả nhà nhá. Rồi áp báo sang phía bên này thôi, mua sai chào cả nhà. Rồi cả nhà ơi, áp báo sang mâm thứ hai đây. Các anh chị đang ngồi chờ áp báo đây. Anh trai đẹp trai bên này bảo chờ áp báo lâu rồi. Rồi. Áp báo chào cả nhà. Những món ăn ẩm thực cả nhà đã ăn hết rồi. Quá ngon cả nhà. Ngon thì mới hết chứ không ngon thì hết làm gì, đúng không? Rồi áp báo mời cả nhà một chút. Rồi. Chén của em đây. Anh rót sẵn đây rồi. Rồi. Có ai uống với áp báo nào? Rồi chúc sức khỏe các anh. Đây. Cho anh hỏi đoàn mình ở đâu đến? Anh thì ở Ninh Bình. Ninh Bình à? Rồi. Cả nhà phía bên này có uống không? Nâng chén lên rồi, không sao đâu mà. Đường nào chả say. Rồi cả nhà say nào. Rô một cái cho nó tình cảm nào. 1, 2, 3, yeah! 2, 3, yeah! 2, 3, Này gọi là động viên tinh thần để uống rượu đấy cả nhà.
Đấy, không thể bỏ được rượu đâu, chỉ bỏ vào thôi. Rồi cả nhà rô một cái nào, dê một cái nào. 1, 2, 3, yeah! Và sau đây áp áo tặng cả nhà một bản sáo mông. Rồi, rồi, rồi. Có được quay Canada không? Có được quay Canada không? Rồi, rồi, đây. Phải xin xin anh này để làm chứng nhá. Rồi, Ninh Bình nhá. Rồi, Ninh Bình nhá. Em về qua quê qua Ninh Bình gọi anh. Rồi. Uống rượu Kim Sơn cháy hết nòng. Rượu Kim Sơn là uống cháy hết nòng luôn. Chết, nguy hiểm lắm, ăn ăn với mẹ nữa thì không biết đường về. À, và sau đây áp áo xin phép được gửi tới cả nhà bản sáo mông mùa sai. Báo chúc cả nhà vui vẻ. Báo ơi, Hoa. Rồi. Anh sẽ tặng em 10 sub. Ngày mai về anh vận động cả gia đình em. Hẳn 10 sub mì tôm luôn. 10 subscriber nhá. À, ngày rồi rồi. Vận động cả gia đình sub kênh của em. À, Báo không biết tiếng Anh. Chỉ biết là sub mì tôm thôi. Biết là sub mì tôm luôn. Nghe cán bộ nó bảo là à. Rồi rồi, mua sai. Chúc cả nhà vui vẻ. Rồi, đây. À, Báo đi thổi sáo để quảng bá du lịch vùng cao thôi. Anh hiểu rồi. Anh A Báo không thiếu tiền, chỉ thiếu tình thôi. Đúng rồi, chuẩn luôn. Cả nhà A Báo nhìn này có thiếu tiền đâu. Đúng rồi. Chỉ thiếu tình à. Rồi cả nhà dê một cái nào. Nào, 1, 2, 3, yeah. A Báo xin cái Facebook của cả nhà để của anh. Okay, sau đó A Báo sẽ gửi đường link sau. Ok em. Rồi. Nhất định tặng em ít nhất 10 sub nhé. Cái anh mình vào Facebook đây rồi. Cảm ơn cán bộ quay tay. À. Để sang bên này. Ở cả nhà đây là chủ homestay nhá, homestay đây, đây là đây là chủ homestay Aladdin là chiếc đèn thần. Đây, A Báo chào cán bộ. A Báo chào cả nhà. Cả nhà ở phía bên này toàn các anh chàng đẹp trai. Đấy. Đây đây đây. Em chào anh đẹp trai vất vả về đường tình duyên. Anh tên gì? Em tên Tuấn. Anh Tuấn ở tỉnh nào? Em ở Hà Nội. À, Hà Nội. Hà Nội mùa này phố cũng như sương, ca rét đầu đông, con em bài hiu hiu gió lạnh. À, Báo mời cả nhà một chút rượu ngô rồi.
Rồi em chào các anh. Đấy. Wow, chủ nhà sẽ đắp quả kèo hay quá. Rồi, đây, 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 cả nhà đến từ thủ đô Hà Nội. Thế tất cả đều là Hà Nội. Đúng rồi. À thế tối nay cho Hà Nội cháy luôn. Đúng luôn. Các em Hà Nội có đóng được áp áo xuống không? Hay là áp áo đóng Hà Nội xuống ở đây? Hà Nội. Anh em ơi. Nó đang dọa áp áo đấy. Phình phương thôi. Không dọa đâu. Người nói thật đấy. Hà Nội vừa rồi cháy rất nhiều luôn rồi. Rồi. 1, 2, 3, dừ. Cả nhà ơi, thông báo với cả nhà là vừa rồi Hà Nội cháy rất nhiều. Đấy, cho nên là... Ồ, cái gì nó hôi lộ áp áo à? Sao hôi lộ ở đây đông người mà? Rồi, rồi. Tôi yêu Hà Nội những sớm mùa thu soi gương mặt hồ xanh biếc trời mây. Khi xa Hà Nội càng thấy yêu hơn. Tôi yêu Hà Nội có những người con đi xa ngàn dặm theo tiếng gọi thiêng tên anh để lại nhớ thương cho mọi người. Hà Nội của tôi năm cửa ô mỗi ngày thêm mới. Hà Nội của tôi trăng sách mưa thức với sao đêm. Hà Nội của tôi trí tuệ xanh và con tim bùng cháy. Ngọn đuốc sáng trên con đường mà ta đang bước đi. Cao thế. Hà Nội thủ đô năm cửa mỗi ngày thêm mới. Hà Nội của tôi trăng say khuya thức với sao đêm. Hà Nội của tôi trí tuệ xanh và con tim bùng cháy. Ở nơi đó có một người, người mà tôi mến thương. Ôi Giàng ơi, do Pa bắt giọng cao quá. Đây gọi là hét thôi, không phải hát đâu. Ôi cả nhà, tóc anh trọc không phải vì sương gió. Mà tóc anh trọc bởi vì anh lọc máu quá nhiều. À, đúng rồi. À, và hôm nay được gặp đại ca đây. Rất là vui được học một câu. Tóc anh trọc không phải vì sương gió. Tóc anh trọc vì lọc máu quá nhiều. Ủa anh thì, tốt nhất là vào được anh rất là đẹp. Anh rất là đẹp trai nhưng mà nhìn anh cũng nhìn như là phê đê nhỉ. Ừ, phê phê đê. Thương không? Thương không? Thương không? À, đây, đây, đây. Đây, còn có cả khuyên tai này. Giật đi luôn. Đó là đam mê nhá. À. Không phải đâu, gần là nghiện đấy. Cẩn thận. Ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau thấy thương nha. A Pao chỉ sợ thiếu lâm công phu thôi. Còn cái võ, võ tòng A Pao còn đánh nữa nè. Đánh tặng cái gì? Mình đánh trống thôi. Đánh trống à? Anh toàn dã chày chừng chắp bò bò à? À, ngày xưa một cối một chày, bây giờ một cối nhiều chày dã chung. Đó là bài hát tiếng chày trên sông bò bò. À, do anh thể hiện, anh tên là gì nhỉ? Ông em hát đi. À, Pao giới thiệu ca sĩ xong chạy luôn. Tiếng chày đêm, tiếng chày đêm tum 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 tum. Dã gạo đêm, dã gạo đêm cả ngày anh cũng đánh. Ôi giời, thôi thôi, không ăn nữa, tí anh đánh thật đấy. Đánh thật đấy. Cả nhà, lần đầu tiên giới thiệu ca sĩ mà ca sĩ chạy luôn. Rồi, không dám ăn nữa. Rồi. Rồi, anh là người ở đâu? Mình là người Bà Nội. À Bà Nội, anh cũng Bà Nội luôn. À rồi, toàn người Hà Nội luôn, đây đây. Tất cả ứng cử viên Hà Nội luôn này. Không, mình ở Hưng Yên. À Hưng Yên. À Hà Nội luôn rồi. Mình ở Hưng Yên. À cả nhà bây giờ A Pao sẽ hát những ca khúc vùng cao để tặng các anh. Một sai. Ta mơ mơ đến Hà Giang bầu bạn cùng sương gió đọc thơ ru ngon cỏ. Có tiếng khen lạc bay trừ tình khó vai cho trai gái yêu nhau. Ta mơ mơ đến Hà Giang cùng em ăn thắng cô mơ một lần cưới người.
đón em qua cổng trời. Hà Giang ơi, Hà Giang, rượu ngô thơm vách núi. Say rồi, say rồi, ta tìm lối về. Mưa xuống núi phủ ngang, cổng trời cao tròn phố. Ta về, ta về, đón em qua cổng trời. Ta về, đón em qua cổng trời. Xuống chợ ăn thắng cô, xuống chợ uống rượu ngô. Uống cho mày này, uống cho tao, uống cho tiền khèn vút lên cao. Nào hay là đây, trời đất cuồng quay. Bát này là bát nữa, bát nữa là bát này. Uống để thương để như lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống mà uống là phải say. Nơi vùng cao họ là thế, uống chưa say trở về. Vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay tông vào đứa ngựa, con ngựa cũng say say. Chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mơ. Sơ chạy nhờ sơ chạy ngũ nàng kia, sơ chạy ngũ hậu chú giang ơi. Hóp bà bù nà hóp bù tu, hóp bù tàu à hóp bù tê. Bù hóp có khơ, bè thấu nè khơ. Phát này là phát nữa, phát nữa là phát này. Cũng để thương để đưa lời nói như tin bay. Cứ gặp nhau là chén mà chén là phải say. Người vùng cao họ là thế, uống chưa say trở về. Vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay tông vào đứa ngựa, con ngựa cũng say say. Chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây. Bà nền thầu chính mũ lo khó thì là kẻ lúa lo nà lo chúa tông. Ít bà mộng chính mũ lo khó thì tông bà hứa phong xa bà đánh thầu. Hay hay hay, dốc núi cao cao gần ngờ thổ. Nắng gió mưa trơn giữa lưng đèo, chờ phiên vùng cao tình trở. Chuyến hàng ngược đèo vui thắm reo, gần vang tiếng khèn. Con đường dốc quay con ngàn trường người vẫn đi ngựa vẫn đi. Ngược dốc đã treo leo vượt kề người vẫn đi ngựa vẫn đi. Ngựa cùng ta nào vượt đèo dốc núi. Nàng đã lên phiên chợ vùng cao, vượt núi cao anh lại gặp em lại gặp ai, anh lại gặp nhau. Thổ đang đi về đâu? Vượt đường chân trong mưa trong gió núi. Một đoàn người đang đi về đâu kìa? Giọt mồ hôi rơi bên đoàn ngựa thổ. Hey hey hey, dốc núi cao cao đoàn ngựa thổ. Nắng gió mưa trơn giữa lưng đèo, chờ phiên vùng cao tình trời. Chuyến hàng ngược đèo vui thắm reo, gần vang tiếng khèn. Con đường dốc quanh co ngàn trùng người vẫn đi ngựa vẫn đi. Đường dốc đã treo leo vượt kề người vẫn đi ngựa vẫn đi. Ngựa cùng ta nào vượt đèo dốc núi. Nàng đã lên phiên chợ vùng cao, vượt núi cao lại gặp em. Phiên chợ vùng cao, phiên chợ vùng cao, phiên chợ vùng cao. Say 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 say, không say là không say. Say là say say, mù say say là say say. Yêu chứ hầu mê mê. Đi nhanh nhanh đi nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Tàu uống mẹ mẹ. Nó thích giáp báo rồi Giang ơi.
chỉ còn những ánh mắt lung linh theo vòng quay, chỉ còn những tiếng hát vang lên khi nồng say, chỉ còn những cờ lửa tung lên muôn ngàn sao. Ơi người Pa Then nhảy lửa, bước chân chân nhảy lửa, đi qua cửa hồng hoang đưa ta về mênh mang. Ôi những cánh chim lửa, đi qua thủa hồng hoang đưa ta về mênh mang, đưa ta về mênh mang. Ôi những cánh chim lửa, đi qua thủa hồng hoang đưa ta về mênh mang, đưa ta về mênh mang. Sai sai là sai sai đi, ô chứ mẹ mẹ, ô chứ nó thèm rượu rồi, hầu VIP đã uống một chén đầy đấy rồi. Ơi cả nhà rung một cái nào, rồi rồi rồi, dạ chén đầy, hầu VIP mà là chén đầy đấy. À, nó tưởng A Pao sợ nó đấy. A Pao có bằng uống rượu rồi, yên tâm. Tối nay A Pao chén hết cả mâm luôn. A Pao cho cái mình đi ngủ, A Pao mới về. Đố luôn. Nó còn đố A Pao nữa. Nó lên đất bản địa đây, nó còn dọa cả A Pao luôn. Lên sân nhà của A Pao rồi còn dọa cả A Pao. Tối nay cái mình, cái ta là ngủ cùng nhau. Ngủ thăm nhau luôn, ngủ cùng nhà không ngủ cùng giường. À. Thế là những thằng được ngủ với nhau mà chết tôi à? Đang tôi em thằng tôi. Quay tay chết tôi à? Rồi cả nhà nào. 1 2 3 you 2 3 you 2 3 uống thế nào? Uống hết. Nữa. Rồi chồng đi lên. Chồng lên. Nó nói dài dòng quá, không chồng đi lên thì làm sao vào được? Rồi ai dê thì cho vào đây. Không dê thì ở ngoài là bê đấy. Đấy cả nhà, tất cả ở đây đều dê nhá. Đã tự khai rồi nhá. Con trai mà không dê thì không phải con trai là bê đê à? Ô giàng. Cơ cái gì, cơ cu à? Sờ cu cơ lắp. Sờ câu lạc bộ còn sờ cu. Sờ xong nó cứ lắp bắp luôn. Không nói được đúng không? À câu lạc bộ sờ cu cơ lắp. Rồi. Ở Hà Nội lên. Cờ rui, cờ lắp ông nội. Cờ rui. Câu lạc bộ cờ rui. Sờ cu xong mà nói lắp bắp ấy. À. Sờ cu bơ lắp. À. Sờ bơ lơ. Nói như này. Câu cu lạc bộ. Phải bảo là cu lạc bộ sờ bơ lơ. Sờ rơ bóp rơ bơ lơ. Đúng không? Rồi. Rồi, cán bộ nó. Rồi. À hôm nay là toàn người Hà Nội đúng không? Cả nhà hôm nay rất là vui, toàn các anh ở câu lạc bộ sờ cu bơ lắp. Rồi. Đâu cái đầu kia mà lật lên là lựa đấy. À Bảo nói vui đấy cả nhà nhá. Oanh xác anh rồi, tối nay là còn gì mà xác nữa đâu, sập nguồn luôn. À cả nhà đến từ Hà Nội đúng không? À A Pao. À đang người Hà Nội là thích Hà Giang đúng không? Nó vừa đi. À thôi. Pao ơi. Vừa đi tắm lá người ta đúng không? Pao hát Hà Giang ơi đi. Chúc một bài là Hà Giang ơi. Hà Giang ơi. Hát bài Hà Nội bài cuối. À rồi, bài đấy để cuối được không? Để A Pao tặng cả nhà, để cả nhà biết bản sắc của vùng cao đã. À cả nhà thân mến ấy, chắc hẳn là cả nhà đã nghe đến một phiên chợ đặc biệt ở vùng cao nguyên đá, phiên chợ có 102. Mỗi năm chỉ có một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm. Phiên chợ đó không mua không bán như các phiên chợ khác, mà chỉ dành cho những lứa đôi giang dở không đến được với nhau. Đó là chợ tình Khâu Vai. Chợ tình Khâu Vai nói về chàng ba nàng út. Chàng ba là người dân tộc Nùng, cô gái út là người dân tộc Giấy. Hai người thương nhau không đến được với nhau do sự cấm đoán của hai bên gia đình, hai bên dòng họ. Cho nên hai người đã hẹn hò nhau để ở núi Khâu Vai. Và bây giờ về câu chuyện tình đó thì chàng ba là rất là đẹp trai, thổi sáo rất hay. Cô gái út
xinh nhất cả bản làng. Và sau đây áp áo xin phép được gửi tới cả nhà ca khúc Kho Vai Vầng Trăng Khuyết. Mua sai. Vầng Trăng Khuyết đã. Tại sao trăng? Kho Vai Vầng Trăng Khuyết. Kho Vai. Bài Vầng Trăng Khuyết đúng không? Không. Kho Vai Vầng Trăng Khuyết. Rồi và trong ca khúc này thì áp áo sẽ hát và nếu mà ai ở trong mâm mà nói to thì có thể tự rót một chén rượu và tự cho vào cái ăn cơm và tự uống. Bởi vì áp áo đang hát, áp áo không muốn ồn nào. Chờ ta chờ tình khao vai đã tan, vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời, một vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời. Tôi ôm mỗi tình năm trước, tôi ôm mỗi tình hẹn ước. Rượu á hiu uống mãi không say, rượu men lao uống mãi không say. Mình tôi sắp ngửa bàn tay. Quả bó đã rơi xuống đất, bàn tay tôi cào trên đất. Còn ai lạc đường ngơ ngác, tôi trông mỏi mòn đôi mắt. Tôi hỏi ngọn gió, tôi hỏi mây bay, tôi hỏi dòng suối, tôi hỏi rừng cây. Gió thì cứ thổi, mây thì cứ bay, suối thì cứ chảy, rừng thì cứ cây. Em ở phương nào làm cô thương em như thế, mà sao em không thương nhớ. Cô đơn mình tôi đêm nay, nỗi buồn mình tôi đêm nay, ai khóc cùng tôi đêm nay, ai than cùng tôi đêm nay. Na 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 na. Chờ tan, chờ tình khao vai đã tan. Vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời, một vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời. Tôi ôm mỗi tình năm trưa, tôi ôm mỗi tình hẹn ưa. Rượu á hiu uống mãi không say, rượu men lao uống mãi không say. Mình tôi sắp ngửa bàn tay. Quả báo đã rơi xuống đất, bàn tay tôi cào trên đất. Còn ai lạc đường ngơ ngác, tôi trông mỏi mòn đôi mắt. Tôi hỏi ngọn gió, tôi hỏi mây bay, tôi hỏi dòng suối, tôi hỏi rừng cây. Gió thì cứ thổi, mây thì cứ bay, suối thì cứ chảy, rừng thì cứ cây. Em ở phương nào, lòng cô thương em như thế, mà sao em không thương nhớ. Cô đơn mình tôi đêm nay, nỗi buồn mình tôi đêm nay, ai khóc cùng tôi đêm nay, ai than cùng tôi đêm nay. Na 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 na. Còn một vầng trăng khuyết Báo nói rồi, Báo đang hát nó cứ nói thì nó nói được đúng rồi. Báo đã nói thì Báo đã nói thì đừng lao nhau nghe. Rồi, còn được mấy chén rượu nghe rất là ngu, rượu ngu. Rồi, đây gọi là rượu ngu mà, rồi đúng không? Đây là rượu ngu, gọi là rượu ngu, đấy, uống rất ngu, đang tự nhiên uống món mình. Không, cái đó là để động viên tinh thần Báo hát hò thôi. Tại nó mau quá thì nó mới nói to thôi. Bình thường nó cũng nói nhỏ lắm. Nói nhỏ lắm, chạy cho tôi hôm qua hôm nay. Anh ngồi bên lệch nghiêng nghiêng với bên này thì rồi. Cả nhà dịch sang bên này vào một tí đấy rồi. Để anh đấy dịch sang đấy. Đấy. Anh dịch gần bạn ấy cũng không bê đê đâu, yên tâm. Anh ngồi gần một tí. Đấy. Sao biết? Không, ngồi gần một tí để cái máy nó quay. Dịch gần. Sao biết là bạn ấy không bê đê? À, không biết được thì tối kiểm tra thì mới biết được chứ. Sao mà tối kiểm tra mình kiểm tra nhau. À rồi. 1, 2, 3 Yo 2, 3 Yo 2, 3 Uống sao? Ngửa. Chồng đi lên. Mỗi câu chồng đi lên mà nó cứ không thuộc à. Hỏi cả nhà dê một cái nào. 1, 2, 3 Yo.
Rồi, đã xác minh xong, mọi người đều dê. Không những à báo dê và các bạn cũng dê. À, để à báo đi kiểm tra máy móc đó. Đi kiểm tra, có cần kiểm tra cũng không? Không, không cần đâu. Nguy hiểm lắm. Ở phía bên này là có các bạn ở đến Hà Nội này. Chào các bạn nhé. Rồi, các bạn thanh niên, chưa vợ, chưa chồng rồi. Đấy, không sao, đây. Rồi phía bên này là các bạn chưa trẻ và khỏe yêu, hơn. Ô, để sang gần một tí. Mới qua em từ từ mắc cái cột à. Anh hát cho em nghe bài anh. Đây là tên báo. Cả đoàn đến từ đâu? Dạ, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Cả nhà đến từ thành phố Hồ Chí Minh rồi. Có cô gái rất là xinh gái này. Cô gái tên gì? Em Hương Giang. À, có một cô gái đang ngồi cạnh Báo thôi. Anh Báo hát em. Cái mình tên gì? Em tên Giang. Giang à? Giang ơi, ta dược từ ngàn trùng xa xôi, cách biệt tìm đến đây nơi từ lẻ ngước 3 năm về trước, chờ anh chẳng lên nhưng có người đâu, ta đến nơi đây nghe sâu chiếu nặng đường giao tình yêu. Có trăm lần đau, có vạn lần sâu, giờ biết buồn ai đây, dần ai đây, trách ai nơi duyên nơi không thành, ta đến làm chi dù giờ hôm nay là loài thuốc cây đồng. Tầm 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 tầm. Nhạc gì mà to thế? Anh Báo anh đang hát mà dám gì? Nó đã nhảy rồi, mau quá. Báo đang hát, cả nhà đang tắt điện để sờ nhau. À quên, tắt điện để chuyện. Không, đang tắt điện để. Báo ơi xỉn, báo ơi xỉn nghe. Tối lửa tắt đèn có nhau. không xỉn nữa nha cả nhà nha. Đấy, đang rất là tối này. Đấy. Đấy, mọi người đang ăn cơm. Rồi cả nhà ơi, mùi sai. Rất là tối không nhìn thấy gì này. Không nhìn thấy gì luôn này. Đấy, cô gái Giang không nhìn thấy gì luôn. Vui. Đang sinh nhật buổi tối cả nhà nhá. Rồi. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Rồi, rất tối nha cả nhà nhá. Sờ phát anh rồi. Rồi dê một cái cho chắc ăn. Nào cả nhà dê nào. 1 2 3. Dê. Rồi. Ai cũng dê cả nhà. Cả nhà ơi, đây. Cô gái bảo cô gái vẫn còn cô đơn. Chưa có người yêu, chưa có người thương. Ồ, vẫn còn nguyên trinh. Sao báo biết hay vậy? Ồ, thì cô gái vẫn còn nguyên trinh mà. Nguyên hai cái trinh. Là hai cái chân. Hai cái chân là hai cái trinh mà. Cô gái Hương Giang vẫn còn nguyên trinh nha. Nguyên hai cái trinh đây. Hai cái trinh nó trắng như thế này cơ mà. Ôi, anh Báo quay đâu đi. Đây, cái chân nó đây. Cả nhà xem. Đây là hai cái trinh của nó, gọi là người vùng cao gọi là hai cái chân. Đây, hai cái chân rất trắng luôn. À, Báo hỏi cái mình có ăn hoa củ quả gì không mà trắng thế? Dạ, em xài kem trộn. Kem trộn à? À, hay ăn kem à? Cô gái ăn kem. Còn kem trộn nữa. Anh Báo ơi. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Cún à. Đấy, Cún rất xinh gái này. Đấy, rất yêu này. Đấy. Chúc mừng sinh nhật Cún nhá. Đây, Cún tên là gì đây? Chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật Sung à? Sunny. Cô Sunny à? Đây là đài các xe hay là cái gì? Đây, Sunny. Sunny, ôi dồi, ai mua Sunny thì về đây nhá. Đây, chúc mừng sinh nhật Sunny. Sunny, rồi, chúc mừng sinh nhật Sunny. Đây, cả nhà đang tổ chức sinh nhật này. Đó. Rồi, hôm nay Báo tự nhiên được ăn bánh sinh nhật rồi. Mày qua 2 năm chưa được ăn bánh sinh nhật tại vì Covid. Đấy, con gái cắt bánh này. Đấy, rồi. Đấy, đây là sản phẩm của tình yêu của đôi bạn trẻ đến từ thủ đô Hà Nội này. Đấy, đến từ Sài Gòn này. Đấy, con gái này rất đáng yêu. Con mấy tuổi rồi? 3 tuổi à? 3 tuổi rồi. Đấy. Ngày này năm ngoái là... tình yêu của bạn đấy đau bụng này. Đấy, đấy, rồi, đây. Đôi bạn trẻ đây. Đó, rồi.
Một hai ba nào, chụp ảnh nào, cả gia đình nào, một hai ba nào, đấy. À, để áp báo chụp ảnh cho nhá. Nào, nào cả nhà nào. Một hai ba nào. Mày lên hình luôn, đây. Bạn đấy đến từ Hà Nội này. Ở đây 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 chụp ảnh. Nó cao thế, nó ăn gì mà cao thế? À, thôi thôi không cần đâu. À, đây đây. Rồi. Đấy, à Báo nghiêng nghiêng bên sinh nhật một cái này nào. Cả nhà nghiêng nghiêng về đây, à Báo chụp ảnh một cái nào. Nào, một tham ban à. Rồi. Rồi, phải khỏe mạnh để bảo vệ vợ con nhá. Nhìn nó to khỏe thế này cơ mà. Đó. Rồi, để A Báo sang bên này giao lưu một tí. Đây, để cô gái bảo A Báo nhớ về edit nha. A Báo ê mông thôi, không edit đúng không? Ok, ok. Ê mông thôi, không edit được. Ok, A Báo ơi, đừng. Nó bảo, nó còn bảo là nó chuyên dùng ok nè. À, cho A Báo hỏi là à, cả nhà đến từ đâu? Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, à. Hồ Chí Minh, thành Thà Vũ Hồ Chí Minh. À, cô gái thất tình. Cô gái thất tình. Cái mình đi sang phía bên kia. Ờ, ngồi như thế là được, ngồi như thế này. Không, ngồi như thế là được rồi. Không, ngồi ở đấy, ngồi đấy, ngồi sát. Không có là mọi người sẽ che, bị che. Ngồi chéo chéo sang bên kia, sát với đồng chí kia. Đấy, đấy, ngồi đúng như là rồi, đây đúng rồi. Rồi, đấy. Rồi, ngồi như thế đúng rồi. Đẹp chưa? Đẹp rồi. Em có ốm không Báo? Duỗi cái chân ra càng tốt. Em có ốm không Báo? Không, duỗi chân cái lỗ cái quần. Được nhá, A Báo tặng cả nhà bản sáo nhá. Ok. Bài gì mà buồn? Ôi giời, buồn nữa. Ô, A Báo chào cả nhà. Rồi. Cả nhà thân mến, A Báo đang ngồi một góc nhỏ ở trong Aladdin Homestay và hôm nay được gặp cả nhà này. Cô gái, đây là cô gái Giang này, đang thất tình này. À, đang buồn đúng không? Tối nay A Báo cho hết buồn luôn. Cái mình đang thất tình không có người yêu đúng không? Tối nay A Báo yêu luôn. Yên tâm cả nhà nha, tối nay A Báo cho nó vui cả đêm luôn. Rồi. Nhà yên tâm nhá, rồi. Nó còn bảo ok rồi, nó chuyên dùng ok. Rồi, cái được tên gì? Sờ vào đây rồi. Tên gì? À rồi. Nghệ sĩ quay tay trên đường phố. Rồi. Còn cái mình? Anh Hằng. Rồi, Hằng à, chị Hằng à. Thế cuội đâu rồi? À, cuội đây à? Cuội trẻ thế. À, con trai à? Con trai sao nhìn giống phi cơ trẻ thế? À, rồi. Con trai. Biết đâu là tối nó là làm thằng đàn ông thì làm thế nào? À, rồi. Còn cái mình? Bình Di à? À, Bình, con Bình, Bình Nhi à? À, ở bệnh viện Nhi hay kiểu gì? Phải Nhi. À, rồi. Còn cái mình? Oanh rồi, Kiều Oanh rồi. Còn cái mình? À, Thanh rồi. Con ai? À, anh Trung, nghệ sĩ quay tay. Anh chuyên lái xe đưa cả nhà đến với vùng cao. Em cảm ơn anh. Anh là một nghệ sĩ quay tay thực thụ. Anh mà không quay tay giỏi thì không bao giờ vượt được đèo. Đấy, nghệ sĩ quay tay đường phố đấy cả nhà. À, và sau đây A Báo sẽ tặng cả nhà bản sáo vùng cao một sai. Và đặc biệt hôm nay là theo yêu cầu của cô gái thất tình là cô gái Giang. Đêm nay cô gái ngủ một mình thì A Báo xin ngủ cùng nhà được không? Ok. Ôi giời, nó còn ok luôn. Ngủ cùng nhà, không ngủ cùng giường. Ok. À rồi. Thế nên ngủ cùng giường thế có được không? Được luôn. Ô, được luôn. Ngủ chung giường. Ờ rồi. Ô Giang ơi. Ôi Giang ơi. Nó còn bảo ngủ cùng giường nữa, không biết là ngủ thôi không làm gì đâu. Ngủ mà ai đấy ngủ, mắc ai đấy ngủ. À, ngủ thôi không làm gì, người ngủ củ thức mới lo chứ. Rồi. Đúng không? Ngủ thôi không làm gì. Cả nhà nhá. Ngủ thôi, ngủ cùng nhau không làm gì. Nếu mà người ngủ củ thức mới lo. Đấy. Rồi. Ôi, kêu củ đi ngủ. Củ đi ngủ. À, thế cái củ đi ngủ với nó rồi. Thôi A Báo tối nay sẽ bố trí cho là A Báo của A Báo. Lại máu lại nhạc rồi. Giảm nhau đúng không chị ơi? Ôi lại sinh nhật à?
À rồi rồi, rồi rồi rồi. À, chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày sinh nhật dễ thương, mừng ngày đó ai đi ra đời. Happy birthday to you. Hôm nay có hai cái sinh nhật cả nhà. Rồi. Ánh sáng. À, bảo sang đứng cạnh nó, đêm nay sinh nhật nó. Đêm nay nó có bầu thì chết tôi. Đây nó cho sờ vào cả bầu, tối nay có bầu luôn. Rồi, cho điện lên cả nhà, cho điện lên, cho điện lên cho sáng để chụp ảnh. Cho bóng điện lên. Rồi. Rồi. Đêm nay sinh nhật nó đây, nó bảo là tối nay nó cần có bầu. Đây bầu đây. À, vào cho nó có bầu đây. 1, 2, 3 nào. Rồi sẵn sản xuất ra cho nào. 1, 2, 3 nào. Đây cả nhà đây. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày sinh nhật dễ thương, mình ngày đó trang sinh ra được. Happy birthday to you. Chúc mình sinh nhật Trang, chúc Trang tối nay có bầu. Bầu là bầu xô. Nóng quá. Đây. Con đực của nó đây, tối nay kiểu gì cũng có bầu. Đấy. Con đực vào đây. Tối nay con đực này nó khỏe lắm, nó sản xuất ra người giỏi lắm. Đây. Tối nay kiểu gì cũng có bầu. À, 1, 2, 3 nào. Lên. Hai vợ chồng ôm quả bầu đi, tối nay kiểu gì cũng có bầu mà nào. 1, 2, 3 nào. Rồi, nhìn về bên kia nào. 1, 2 phải ra con trai chứ nào. 1, 2, 3 nào. Nhìn về kia. 1, 2, 3 nào. Được chưa? Được. Ồ, ra rồi. Sao có bật lửa đấy? Bật lửa quá ai đấy. Rồi. Chúc cái mình tối nay khỏe như trâu, da như đỉa. Khẩu vai lèng. Cả nhà thân mến, khi nào cả nhà muốn trải nghiệm khẩu vai lèng thì là hãy uống khẩu vai lèng. Dai như đỉa, khỏe như trâu, như con ma rừng. Khẩu vai lèng. Khó vai lèng. Tối nay mà cần khẩu vai lèng, alo chưa vào 0978321988. Dai như đỉa, khỏe như trâu, như con ma rừng. Khẩu vai lèng. Tối nay ra người luôn. Phải 9 tháng 10 ngày xong sẽ biết kết quả cả nhà nhá. Rồi, muốn sai. Nãy chim luôn nè. Thì anh em gặp A Báo rồi. Nào cả nhà like một cái A Báo chụp ảnh nào. Like nào cả nhà nào. Nào được chưa nào. Nào. 1, 2, 3. Rồi, chúc cả nhà vui vẻ, mua xe sai. Rồi. Cán bộ còn mới A Báo chén này. Happy birthday. Xin cảm ơn A Báo. Đây là trưởng đoàn nhá. Rồi, trưởng đoàn phi cơ trẻ nhá. Tí nữa ra sân gặp A Báo sau nhá. Tí nữa gặp A Báo. Rồi. Tóc anh bạc không phải vì sương gió, tóc anh bạc vì đối phó với nữ tình đây. Đây Phan Đình Tùng. Đây Phan Đình Tùng. Hôm nay góp mặt về sinh nhật rồi. Ngày hôm nay là có ca sĩ Phan Đình Tùng. Cả nhà ơi, đây là ca sĩ Phan Đình Tùng. Đây. Đây ca sĩ Phan Đình Tùng. F2. Rồi cả nhà này. Cả nhà rô một cái nào. 1, 2, 3. Chồng đi lên. Chồng đi chén. Cáo ơi kìa, cáo ơi kìa. Rồi. À báo về đây, nó gọi rồi. Nào, uống đi, A Báo uống xong rồi. Rồi.
nhớ hai ba nhớ hai ba chúc mừng sinh nhật Trang, cô gái Thu Trang đây. Tối nay kiểu gì cũng có bầu rồi. Rồi từ từ để áp áo tắt máy đó, chờ tí nhá. Có thể cất cất gói giấy ở đây được không? Nó hình ảnh nó không đẹp. Đẹp mà, không sao đâu mà. Áp áo cho cao ti cho nó thon vào luôn. Đây, cả nhà nhìn về đây nào. Cả nhà nhìn 1, 2, 3 nào. Sản xuất ra người nào. 1, 2, 3 để áp áo selfie nào. 1, 2, 3 nào. Selfie nào. 1, 2, 3 nào. Rồi bên này nào. Cả nhà nào. 1, 2, 3 nào. Rồi bây giờ áp áo vào đây. Bà sao báo? Được chưa? Không chọn áp nha báo. Hả? À rồi, 5 phút nữa. Rồi. À, như theo lời của cô gái là cô gái đang thất tình, áp áo thổi sáo. À, bản tình ca trên núi cho cô gái cảm nhận được là vùng cao như thế nào. Đúng không? Trang đang thất tình. Rồi. Giang đang thất tình. À, đặc biệt là tặng Giang đã, sau tí là tặng cả nhà sau. Tặng cho Giang cái này luôn, cầm vào xem vừa tay không? Có vừa tay không? Chỗ rồi nghe. Có vừa tay không? Vừa tầm lắm. Ồ, nó còn chê bé nữa. Mà hơi đậm tay nha bà. Đậm tay à? Rồi xem cái đầu của nó có vừa tay không? Không, đầu này vô hơi thốn á. À, thế cái này đổi cái này. Ôi, đây. Chỗ gì vậy mà? Quả bầu tối nay có bầu luôn. Đó, được rồi. Đó, đây, đầu này. À, đầu này hơi to. cầm xem có vừa tay không? Không, hơi to. Hơi to à? Thế đầu này vừa đúng không? Vừa à, sai em vừa rồi. À, báo làm cái này rồi. Rồi, rồi. Rồi. Cả nhà cô gái muốn dùng cái này thôi, nó vừa tầm rồi. Size của nó chỉ có như thế này thôi, 80 phinh. Đấy. Nhưng mà nó đường kính nó vừa một cổ tay là được rồi. Rồi, à, báo nói vui thôi, cả nhà hết sức thông cảm nhé. Rồi. Làm gì quay video cho Trang ăn. Để áp áo quay video cho. Yeah.
chưa xong đâu, đoạn 2. Ngồi ngồi đây, ngồi đây. Để uống ly rượu cho cái má nó hồng lên đó. Ô, nó màu thế, nó còn 10 apao chén nữa. Nó chén rồi. Không chén rượu rồi chứ mai chén em nha bao. Nó bảo là 10 apao chén thì chén rượu mà apao có bảo là chén ngay mình đâu. Rồi, này nhá, rồi, được rồi, đẹp rồi. Yên tâm, khá đẹp. À, cô gái Giang thì đang thất tình apao cho nó, đêm nay nó thất luôn. Đấy. Rồi. À, báo sẽ tặng cái mình một bản sáo đặc biệt, hồn đá. Hồn đá. Hồn đá cũng là nói về một câu chuyện tình của vùng cao. Chàng Ba nàng Út, chàng Ba là người dân tộc Nùng, cô gái Út là người dân tộc Giấy. Hai người thương nhau không đến được với nhau, do sự cấm đoán của hai bên gia đình, hai bên dòng họ, cho nên hai người đã hẹn hò nhau ở núi Khao Vai, gọi là chợ tình Khao Vai. Mỗi năm chỉ có một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm. Phiên chợ đó không mua, không bán như các phiên chợ khác mà chỉ dành cho những lứa đôi giang dở không đến được với nhau. Đó là chợ tình Khao Vai. Và sau đây A Báo sẽ gửi tới cô gái bà sáo hồn đá, là nói về chuyện tình đó. Chắc là chưa bao giờ được nghe đúng không? Chưa. Rồi. Cô gái thất tình thì chắc là hôm nay sẽ hợp với bản sáo này. Cả nhà cùng lắng nghe nhé. Rồi. Thế nhé, để A Báo á. Chuẩn bị máy một tí. Đó, bà sẽ chuẩn bị máy này. Chờ tí nhé. 5 phút thôi. Để áp áo quay điện thoại để tí nữa gửi lại cho mình nhé, dễ. Cho báo một cái bát này nhé, lấy cái bát này, cái bát này. Cái bát này. Bát này, cái bát thôi. Bát nước mắm bà báo rồi không nhé. Mắm hay gì cũng được, quan trọng gì, quan trọng quay được. Đây góc này. Rồi đây. Đó, cái view đó đẹp, cái góc nó đẹp lắm không? Không biết là... À đây, đây, đây. Nó còn biết view đẹp đấy. Rồi, cho nước mắm lên luôn. Bởi vì góc này nó vừa hợp ấy. Chỉ có hai người thôi. Chứ không có thấy cái mặt luôn, thấy cái đùi không bác? Do mình mà. Xa ra. Okay. Xa là được rồi. Quan trọng là nhìn thấy cô gái thôi. Chờ tí nhá. Báo sẽ gấp hơi lòng chắc không phải mướn ekip luôn. À báo phải thuê ekip đấy. Đúng rồi. Ta cũng muốn thuê nhưng không có tiền à. À nhớ anh nhờ. Anh nghệ sĩ quay tay. Dán vãi. Được chưa? Rồi. Anh chỉ việc giữ im này. Ok. Quan trọng là vị trí này đấy. Đấy. Anh đừng để mất tiêu là được. Anh hiểu không? Rồi. Đấy nhá, thế nhá. Đấy, quan trọng là vị trí này phải không? Đó đúng. Lấy cái đùi này chính. Tình của nó cũng mới có phiêu đấy. Được rồi. Đang quay rồi. Đấy, anh nhá. Em ngồi lùi một tí. Đấy. Đang đợi tí, đang trang điểm. À, sau dịch sang bên kia mất view rồi. Đây hả? Đấy đúng rồi. Đấy. Ôi trời. Đấy rồi. Như thế mới có view à. Rồi em ngồi đây, ngồi cạnh anh đi. Ngồi đây, ngồi góc này. Anh báo hả? Đúng rồi. Quá trời anh báo. Cả nhà đúng là video này, video độc quyền trên toàn Việt Nam. Rồi, tối nay A Báo bắt nó đi sản xuất ra người luôn. Gì sản xuất gì hoài vậy trời? Đâu mà sản xuất dữ vậy ông nội? A Báo còn trẻ mà sao gậy ông nội được? A Báo năm nhiêu vậy? A Báo 88 tuổi rồi. 88 tuổi. À, và sau đây A Báo sẽ gửi tới cho cô gái bản sáo hồn đá. Rồi, cả nhà cùng lắng nghe và theo dõi A Báo nhé. Rồi. Cái mình ngồi cứ cảm nhận cái tiếng sáo của A Báo ở vùng cao. Okay. Cái mình phải ngồi cạnh xa đi, không ngại áp áo được không? Rồi. Mắc cỡ rồi, ngồi vi vu thả hồn vào đá. Ừ.
say say hô chứ hô mẹ mẹ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống hô mẹ mẹ thấm mó đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xám giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá ô chàng trai mi tù mù say say lòi say say mù say say lòi say say hô chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống Thank you.